Và có một câu hỏi quan trọng là khi nào mà có tiền thì mình mới quản lý tiền, hay là nhờ quản lý tốt thì mình sẽ có tiền? Và theo bạn ạ, có tiền đấy, mới quản lý, hay là quản lý tốt rồi sẽ có tiền? Không, đúng rồi, bạn phải tập quản lý từ cái khoản tiền nhỏ, 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu một tháng cũng phải tập. Thì cái này rất thích hợp cho con bạn. Tư duy thứ năm của chúng ta ở đây là xây dựng cái thói quen. Rồi, định hướng xây dựng thói quen. Thế thì, chứ không phải tư duy, không chỉ tư duy. Thói quen thì sẽ quan trọng hơn tư duy. Tại sao mà nhiều trường hợp có tư duy không thành công được? Có tư duy không thành công được. Tức là ở đây bố mẹ sẽ định hướng là cái từ khóa mà cần nắm bắt ở đây là thói quen. Mà đặc biệt hơn là chúng ta đang ở chủ đề là người giàu, hay là tài chính, hay là tiền bạc. Thói quen của người giàu. Định hướng xây dựng thói quen của người giàu. Rồi, bao nhiêu bạn thích cái ý tưởng này ạ? Rồi, định hướng nhưng mà theo cái hướng là xây dựng thói quen nhưng mà của người giàu. Thế thì nó sẽ quay trở lại cái câu chuyện là người giàu thì có thói quen gì? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Và những cái thói quen. Và tôi ví dụ thói quen về quản lý tiền bạc. Vì chúng ta đang ở chủ đề tiền, quản lý tiền bạc. Bây giờ có một cái bài tập để thực hành cái thói quen quản lý tiền bạc này. Bao nhiêu bạn muốn là con của bạn cũng có một cái thói quen về quản lý tiền bạc này? Bao nhiêu anh em muốn cái bài học này có một cái thói quen về quản lý tiền? Thế những cái công cụ nào? Chúng ta cần những cái công cụ. Chúng ta không nói lý thuyết nữa, nói lý thuyết nó không vào đầu trẻ con đâu. Và bao nhiêu bạn đồng ý ạ? Nếu mà bạn nói lý thuyết là nó sẽ không vào đầu. Ê ơi, phải tiết kiệm, phải coi như là chịu khó, không bao giờ vào đầu luôn. Bạn cần các công cụ mà tôi nói rồi, công cụ sẽ có tư duy. Dùng công cụ sẽ có tư duy. Tôi chia sẻ với bạn là tôi kèm những ông mà ví dụ như là cứ nói lý thuyết là chả hiểu gì hết. Thế nhưng mà cứ cho vào công cụ. Ví dụ đi làm thuê cho thuê lại vẫn có tư duy ngay. Có tư duy ngay. Tư duy là tiền, là ví dụ như là thu của khách là phải thu trước, báo trước 5 ngày. Xong bắt đầu là kiểu gì cũng biết là 5 ngày là lúc báo là người ta không có tiền đâu, phải 1-2 ngày sau người ta mới chuyển tiền cho, là có tư duy về tiền ngay. Nên mình đồng ý không ạ? Thế thì đưa vào công cụ vẫn có tư duy ngay. Thế quản lý tiền bạc, thế bây giờ chúng ta có những công cụ gì? Công cụ thứ nhất mà tôi khuyến khích nhiều anh em cũng nên biết, một cái phương pháp quản lý tiền được ca ngợi là hay nhất thế giới, có tên là 6 cái lọ. Đấy ạ. Thế nhưng mà cái phương pháp này thì cũng là một phương pháp thôi. Mà tôi nghĩ là phương pháp này cũng được, tốt. Và bao nhiêu bạn muốn học các phương pháp về tiền, comment ạ. Thì đầu tiên ấy, về phương pháp 6 cái lọ mà bạn có thể dạy cho con mình. Đấy. Thì phương pháp này là như này, chúng ta là thực hành. Thì tôi cũng giống như bạn thôi. Ngày xưa là tôi không được biết cái này. Về sau thì mới biết. Thế thì thời gian đầu chính mình tập luyện từ cái hồi sinh viên luôn. Là tập luyện 6 cái lọ này. Thế mình nôm na là như này. Đại khái là cứ có tiền thì mình cho vào 6 cái lọ thu nhập về đấy. Đặc, cái này nó chỉ không phải là phù hợp với tất cả mọi người nhé. Nó phù hợp với những người là mới đi làm, có thu nhập, có lương. Đấy. Thì khi tiền về thì bắt đầu chia ra này 5% để chi tiêu. Ví dụ một ông thu nhập 7 triệu đi. Đấy. Thì 55% chi tiêu cần thiết 7 đến 10 triệu. Tiết kiệm dài hạn 10%. Giáo dục 10%. Hưởng thụ 10%. Đấy. Tài chính tự do 10%. Từ thiện 5%. Tài chính tự do là ví dụ như là mua ít vàng chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì bây giờ tiền chia như này, anh em điểm danh xem là đủ 100% chưa? Điểm danh đi, lớp mình điểm danh xem đủ 100% chưa? Rồi phần này ạ. Phần này đây là mình hướng dẫn lại cho con cái nhá. Giống như vừa nãy cái câu chuyện mà cái bạn công nhân da dày và 5 nhăm này, 10 10 10 này, 4 nhăm đủ 100% rồi nhá. Cái lọ này có phải đúng cho tất cả mọi người không? Không. Bây giờ thế cái ông thu nhập 1 tỷ một tháng thì bỏ ra 550 triệu để chi tiêu cần thiết à? Ai bảo đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Bỏ ra 550 triệu để tiêu à? Tiêu cần thiết à? Không phải. Cái lọ này nó phù hợp, nó lợi ích là gì? Nó phù hợp với những người ở giai đoạn đầu thu nhập thấp 7, 10, 15, 20 triệu một tháng. Bạn đồng ý không ạ? Và lợi ích là gì? Tôi chia sẻ bạn như kinh nghiệm thực tế thôi. Hồi đầu tôi cũng mua 6 cái lọ về. Tôi mua đúng cái 6 cái lọ nhựa về. Sau đó tôi dán. Đấy. Tôi cũng thực hành, cứ thu nhập về bắt đầu tôi thả tiền vào đây. Những cái điều mà tôi chia sẻ với bạn đấy là đều là từ kinh nghiệm thực tế. Thì như này, ôi sau một thời gian thì cũng là thỉnh thoảng có mà vội tiền thì gom hết lại, tiêu luôn. Thế lợi ích của 6 cái lọ là gì? Theo nó mình là lợi ích của 6 cái lọ là gì? Bạn cũng ra ngoài chợ bạn mua 6 cái lọ, ra siêu thị mua 6 cái lọ về thực hành bắt đầu cho tiền vào. Mà tiền bạn để nhà, những ông mà nhiều tiền thì làm nào? Nhiều tiền quá đi thì để nhà khi mất tiền luôn. Thì có thể một số anh em phân bổ thành 6 cái tài khoản ngân hàng đúng không ạ? Bản chất của chúng ta như sau là lợi ích của 6 cái lọ này như này. Mình bắt đầu có một cái thói quen. Mình biết là phải đầu tư cho giáo dục, cái việc học. Nhiều người không có 10% này. Ngay kể cả thu nhập là 500 triệu một tháng. Không bỏ ra 50 triệu để đi học hỏi, phát triển. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Người ta không ý thức là phải đầu tư cho giáo dục. Rồi bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ?
theo bạn một tập đoàn người ta có đầu tư cho phần giáo dục không? Giáo dục đào tạo nhân viên, đào tạo ban lãnh đạo, theo bạn có không ạ? Thế một số bạn khác đấy thì cái sai lầm là gì? Khi bạn thường xuyên, bạn thực hành thường xuyên 6 cái lọ. Tôi không biết, có thể bạn có 5 triệu bạn thả vào mỗi cái 200 nghìn cho nó vui. Nhưng bạn cứ một tháng bạn để 6 cái lọ ở trong nhà, bạn để bạn thực hành. Lợi ích của việc thực hành là cái gì? Hoặc bạn cho con của bạn thực hành. Đấy, bỏ tiền vào đây đi con. Đây, hôm nay con đi làm được 5 triệu, con bỏ tiền vào đây đi. 6 cái lọ đây, con bỏ vào đi. Con làm được 2 triệu, con bỏ vào đi. Đâu, theo thực hành nào. Đấy, 2 triệu đúng không? 10% bỏ ra 200 nghìn đi liên hoan nào. Thì có quá nhiều người chỉ biết tiết kiệm mà không biết hưởng thụ, không biết chi tiêu. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Chỉ biết tiết kiệm mà không biết chi tiêu và họ cảm thấy cuộc sống quá khổ. Đồng ý không ạ? Thì khi bạn có một cái chỉ số nào đó, bạn có cái lọ nhắc nhở là phải có chi tiêu, phải có hưởng thụ. Đấy. Tôi không biết bạn đi đâu, bạn đi du lịch hay là bạn đi gọi là những cái chỗ tuyệt vời như khách sạn 5 sao hay là đi spa hay đi nghỉ dưỡng, tôi không biết cái hoạt động của bạn là gì. Đấy. Nhưng mà nhìn chung thì nhiều người họ bị thiếu mất cái gọi là cái lọ này. Vâng, bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Rồi, bị thiếu. Cũng có những người thì không biết cái phần 5% này cho đi. Rồi, thì cái việc mà bạn thả tiền thực tập mỗi tháng, mỗi tuần vào 6 cái lọ để nó nhắc nhở bạn là có những cái việc này, có cái việc cho đi, có cái việc đầu tư cho giáo dục, có cái việc là phải đầu tư cho tự do tài chính. Còn cái tỷ lệ ấy, nó không thể cứng nhắc như này được, bởi vì nó tùy vào cái thu nhập của mỗi người. Nhưng cái tỷ lệ này nó khá là phù hợp cho những người thu nhập ban đầu 7, 10, 15, 20 triệu một tháng trở lên. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Và có một câu hỏi quan trọng là khi nào mà có tiền thì mình mới quản lý tiền, hay là nhờ quản lý tốt thì mình sẽ có tiền? Và theo bạn ạ, có tiền đấy, mới quản lý hay là quản lý tốt rồi sẽ có tiền? Đó. Không, đúng rồi, bạn phải tập quản lý từ cái khoản tiền nhỏ 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu một tháng cũng phải tập. Thì cái này rất thích hợp cho con bạn. Ví dụ bạn dạy cho con bạn thầy giáo dạy bố bài tập, bố mẹ bài tập đấy, 6 cái lọ. Thế thì bây giờ con có tiền về, con thả vào đây tập cho quen. Trong nhà có thể là gì? Bài tập ngày hôm nay là gì? Bạn ra bạn mua 6 cái lọ đặt trong nhà. Đấy. Mà mọi người thỉnh thoảng có thu nhập thả tiền vào đấy. Thỉnh thoảng có thu nhập thả vào. Không bắt buộc. Đấy. Nhưng mà nó nhắc nhở bạn. Ồ, phải có đầu tư để tự do tài chính. Phải có từ thiện cho đi. Phải có hưởng thụ. Rồi. Phải có giáo dục. Đồng ý không ạ? Cứ đặt 6 cái lọ trong nhà và thực hành nó mỗi khi mà bạn có dịp. Và nếu những người nào mà thực hành càng nghiêm túc thì người đó càng sát sao trong vấn đề về quản lý tiền. Còn tất nhiên là bây giờ cái tỷ lệ nó không thể đúng được. Nhiều bạn có khi về bao nhiêu tiền phải trả nợ hết bấy nhiêu. Và đồng ý không? Bạn đồng ý không ạ? Đấy, nhưng mà bạn vẫn có thể phân bổ một ít vào. Ví dụ đáng nhẽ là 10 triệu vào chi tiêu giáo dục mà không có thì bạn cứ cho 1 triệu hoặc 500 nghìn. Hoặc là 990.000 học nick uni cũng là chi tiêu cho giáo dục rồi. À, đồng ý không ạ? Lớp mình thấy cái bài tập có tốt không? Bài tập này tốt không ạ? Rồi. Thì cái bài tập này ok. Được chưa ạ? Ok nhé, câu hỏi này. Bạn nào về sẽ thực hành cái bài tập này. Bạn nào về thực hành bài tập này nào? Rồi. Ra mua 6 cái lọ. Được chưa ạ? Cho con mình với mình cùng rèn luyện và cùng tập luyện. Bao nhiêu bạn đồng ý là chúng ta làm bài tập thì chúng ta mới nhớ bài học, nghe là quên. Bao nhiêu bạn đồng ý nghe là quên? Đấy. Về hôm nay mua 6 cái lọ dán vào, dán nhãn vào đấy ạ. Để mà cứ thỉnh thoảng thả tiền vào, thả 50.000 cũng được, 20.000 cũng được. Đấy. Lợi ích là nhắc nhở bản thân. Thả 10.000 cũng được, thả 5.000 cũng được, không sao cả. Bạn nào có điều kiện thả 5.000 đô. Mà những ông mà có nhiều triệu đô thì sao? Làm sao mà thả vào đây được? Để tiền trong nhà thế nó mất à? Để tiền trong nhà thế đứa nào nó vào nó lấy mất luôn thì có mà chết dở, đúng không ạ? Rồi, cái gì không biết nữa thì anh em search tiếp Google đọc nhá.
Rồi.